Hà Thanh Xuân về nước, Vua Cá Coi có động thái gì? Mỹ Linh thấy xấu hổ khi đánh giá thấp Huyền Baby. Một nhạc sĩ bóc trần tính cách thật của Hoài Lâm. Minh Tuyết, Cẩm Ly chung sân khấu, netizen chỉ quan tâm một điều. Nhà phê bình phim nhận xét bất ngờ về Dương Tử. Fan Lưu Diệc Phi, Lý Hiện khẩu chiến, vì đâu nên nổi. Xin chào, lại là Xuân Ngọc đây. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz ngày hôm nay. Hà Thanh Xuân về nước, Vua Cá Coi có động thái gì? Nhắc đến Hà Thanh Xuân, không ai còn xa lạ với câu chuyện tình của cô và Vua Cá Coi Thắng Ngô. Vượt qua mọi lời gièm pha từ công chúng thì những tưởng cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Song hạnh phúc chẳng tày gang, Hà Thanh Xuân vừa qua đã lên tiếng thông báo cuộc tình của cô và nam doanh nhân Thắng Ngô kết thúc. Cả hai không có ràng buộc vì chưa đăng ký kết hôn, cũng chẳng có con chung. Về phía Thắng Ngô thì anh chưa từng lên tiếng xác nhận chia tay giọng ca hải ngoại. Sau thông báo chia tay thì đến mới đây, Hà Thanh Xuân mới trở về nước. Cô nàng có mặt tại Hà Nội vào hôm 19 tháng 1, sau đó bay vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia các đêm nhạc. Về phía Thắng Ngô thì nam doanh nhân hiện chưa có động thái liên quan tới sự trở về của Hà Thanh Xuân. Phải chăng là sau tất cả, họ đã cho nhau những lối đi riêng? Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bày tỏ quan điểm để iBiz được biết với nhé! Mỹ Linh thấy xấu hổ khi đánh giá thấp Huyền Baby. Sau khi Huyền Baby rời chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thì nữ ca sĩ Mỹ Linh đã có những chia sẻ bất ngờ về đàn em. Hôm quay đêm công diễn năm, chị đang ốm quá. Lúc quay cảnh công bố điểm và chia tay thì chị không gượng nổi nên không kịp ra chào em, ôm em một cái. Chị hỏi mọi người là Huyền nó có buồn lắm không? Nó có khóc không? Mọi người bảo chị ấy cười đẹp như thiên thần và ra về. Bảo không buồn một chút nào vì chặng đường đến đoạn này với chị ấy là rất đẹp rồi. Ôi trời, chị nghe và hình dung ra ngay cô gái kiên cường mà chị mới biết ở công năm. Chị chứng kiến em tập phải hàng chục lần bài nhảy cá nhân của mình, cực kỳ chỉnh chu và chăm chỉ. Chị hiểu ra rằng cách người ta làm một việc là cách họ làm tất cả các việc khác, nên chị thật lòng hơi xấu hổ khi đã không đánh giá đúng về em ngay từ đầu. Chị thật nông cạn phải không? Mong chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc, và cảm ơn em đã dạy chị học lại bài học về sự cẩn trọng khi đánh giá bất cứ ai, ngay cả khi mình chỉ thầm đánh giá thôi. Cũng thật là không phải rồi. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Mỹ Linh dành cho Huyền Baby? Lệ Quyên bên vực khi hở hang DA bị phán xét ở show Chị Đẹp. Là một hoa hậu, vì vậy khi lớn sân show ca nhạc, Hà Hang Nia cũng nhận về nhiều chú ý. Ở vòng công diễn năm của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Hà Hang Nia thể hiện ca khúc Em Gái Mưa với thử thách đấu vocal cùng các đối thủ Tú Vi và Thu Phương. Ngay khi mà chương trình lên sóng thì người đẹp ED đã nhận về rất nhiều bình luận trái chiều về giọng hát. Không ít người đã bày tỏ bất bình khi Hà Hang được vào chung kết với giọng hát không mấy nổi bật. Đáp lại những lời chê bai, Hà Hang Nia chia sẻ hình ảnh một bài đăng có nhận định cô hát chán và nhắn nhủ: hát chán, tôi xin cảm ơn khán giả, tôi sẽ cố gắng thật nhiều. Ngay dưới bài đăng của người đẹp ED thì chị đẹp Lệ Quyên cũng đã để lại bình luận bên vực đàn em. Nữ ca sĩ cho rằng hát vốn không phải thế mạnh của Hà Hang Nia, thương em bé mãi tích cực với cuộc đời và đáng yêu như vậy nha. Bé hát hay nữa sao mà bác, cách xưng hô thân mật của Lệ Quyên với đàn em kiếm sống được. Kiểu hát như bác xong body lại đẹp như bé á. Bạn nghĩ sao trước lời bên vực của Lệ Quyên dành cho Hà Hang Nia? Một nhạc sĩ bóc trần tính cách thật của Hoài Lâm. Cả mạng mới đây đã không khỏi bàn tán trước những chia sẻ cảm nhận của nam nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cho Hoài Lâm. Theo đó, nam nhạc sĩ cho biết anh và giọng ca sinh năm 1995 từng có dịp hợp tác với nhau. Từ đây thì Nguyễn Văn Chung cho biết anh rất yêu thích giọng hát cũng như là tính cách của Hoài Lâm. Tôi chỉ mới gặp Hoài Lâm có một lần thôi, tôi chưa biết trước đây Hoài Lâm như thế nào. Chỉ biết trên các sân khấu và mạng xã hội thì thấy hiện tại Hoài Lâm có vẻ khép kín hơn một chút, nhưng mà vẫn còn lửa đam mê, vẫn còn thích hát. Tôi hy vọng Hoài Lâm sẽ sớm trở lại đỉnh cao của bạn ấy, vì tôi biết có rất nhiều khán giả thích giọng hát của Hoài Lâm và yêu mến con người của bạn ấy. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, tôi thấy Hoài Lâm là một người rất tình cảm, cực kỳ hiền. Rõ ràng toàn là những lời có cánh dành cho Hoài Lâm từ vị trí của Nguyễn Văn Chung nè. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này? Minh Tuyết, Cẩm Ly chung sân khấu, netizen chỉ quan tâm một điều. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc do Cẩm Ly và Minh Tuyết chủ diễn. Xuất hiện trên sân khấu với hai chiếc đầm dạ hội yêu kiều, Minh Tuyết và Cẩm Ly đã cùng nhau lần lượt tái hiện lại những bản hit đình đám một thời, khiến cho khán giả nức lòng. Tất nhiên không thể thiếu ca khúc quen thuộc Sau Anh Ra Đi mà thế hệ 8X, 9X cũng thuộc. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ trên không gian mạng thì bỏ qua mọi thứ, cư dân mạng chỉ tập trung hỏi hàng hai nghệ sĩ về câu hỏi: em không giàu sang đi với
anh trong cuộc đời. Bởi rõ ràng là Minh Tuyết hay Cẩm Ly, họ đều sở hữu một khối tài sản không phải dạng vừa đâu nha. Và cũng từ màn hỏi vui này, có fan còn hài hước cho rằng nếu cả Minh Tuyết và Cẩm Ly không ai giàu thì người giàu chính là Hà Phương. Còn bạn thì theo bạn thì ai giàu nào? Quỳnh Lương chính thức xác nhận chuyện đám cưới. Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp Quỳnh Lương và bạn trai Nguyễn Tiến Phát đã công khai xuất hiện tại một sự kiện. Đáng chú ý là việc Quỳnh Lương xác nhận sẽ lên xe hoa. Theo đó, khi được phóng viên hỏi về việc khi nào cả hai về chung một nhà, nữ diễn viên đã ra lời khẳng định ngay trên thảm đỏ sang năm cưới. Chia sẻ về bạn trai khi được truyền thông hỏi thăm, Quỳnh Lương bày tỏ, ban đầu Phát không phải gu tôi, nhưng mà sẽ có lúc vũ trụ đưa đến cho bạn người bạn cần, chứ không phải là người bạn muốn. Nên khi quen Phát, tôi cảm thấy mình gặp đúng người và đúng thời điểm. Cả hai cũng là những người bù trừ cho nhau, nên khi bên cạnh Phát, tôi cứ chill với cuộc sống này thôi. Và những mâu thuẫn bất hòa, Quỳnh Lương cho biết họ cãi nhau mỗi tháng một lần, đỉnh điểm nhất là tháng 11, thời điểm mọi người đồn chúng tôi chia tay vì xóa clip. Tin đồn đó đúng vì cả hai cũng suy nghĩ nhiều về chuyện chấm dứt. Cả hai cũng cho nhau thời gian ngẫm nghĩ và sau những buổi nói chuyện thì cũng hiểu hơn. Từ đó thì tới nay cũng không cãi nhau lần nào. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Quỳnh Lương? Chồng cũ thái độ thế nào khi Diễm Hương kết hôn lần ba? Hoa hậu Diễm Hương mới đây đã khiến làng giải trí không khỏi xôn xao khi bất ngờ đăng đàn thông báo tái hôn lần thứ ba. Được biết, cô nàng tổ chức ngày trọng đại ở Canada. Danh tính của nữ kia vẫn là một ẩn số. Đáng chú ý là việc hoa hậu Diễm Hương chia sẻ bức thư viết tay của chồng cũ cô gửi cách đây không lâu. Theo đó, chồng cũ hoa hậu Diễm Hương gửi lời chúc phúc cho cô, mong vợ cũ và con trai Noah sớm thích nghi với cuộc sống mới. Cụ thể, nội dung hai tấm thiệp như sau. Từ đáy lòng, anh chúc phúc cho em và Hương, hy vọng mọi thứ tốt đẹp đang đợi gia đình lớn và nhỏ của em ở phía trước. Và chúc em và gia đình nhỏ luôn hạnh phúc. Chúc em và Noah sớm làm quen môi trường mới. Bạn nghĩ sao trước phản ứng này của chồng cũ Diễm Hương? Người dân Campuchia phản ứng khi gặp Hoa hậu Thùy Tiên. Sau khi đăng quang thì bên cạnh những hoạt động thương mại, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn chăm chỉ tham gia hoạt động thiện nguyện. Mới đây thì Hoa hậu Thùy Tiên đã có mặt ở Campuchia để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Ngay khi thấy người đẹp thì người dân nơi đây đã bày tỏ sự vui mừng. Nhiều người còn lấy điện thoại ghi lại hình ảnh khi được gặp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 ở quê nhà. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Thùy Tiên đến Campuchia để thực hiện hoạt động nhân ái. Trước đây người đẹp từng cùng với đội ngũ của Quang Linh Vlog để giúp đỡ và xây dựng giếng nước sạch cho bà con châu Phi. Trước đó, Thùy Tiên từng bị công chúng Philippines ngó lơ ở một sự kiện. Nguyên nhân là vì thương hiệu Miss Grand không được người dân ở nơi này chú ý. Họ chỉ quan tâm tới Miss Universe mà thôi. Nhà phê bình phim nhận xét bất ngờ về Dương Tử. Đó là truyền thông xứ Trung mới đây thì nhà phê bình phim Châu Quế Y đã có những cảm nhận về nữ diễn viên Dương Tử. Theo đó, vị này cho biết Dương Tử có thể nói là hái hoa trổ bông trên màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ. Có chiều cô sao nhí dễ rơi vào tình cảnh sớm nở tối tàn do chạy theo danh tiếng, không quan tâm tới việc trau dồi diễn xuất năng lực. Tuy nhiên, Dương Tử vẫn đứng vững, vẫn rất quý trọng danh tiếng của mình và là người tạo hit mấy chế tạo phim ăn khách trong những năm qua. Tất nhiên thì lời nhận xét này đã nhanh chóng leo top hot mạng xã hội Weibo xứ Trung với lượt thảo luận cao, trong đó có nhiều lời khen dành cho Dương Tử, rõ ràng từ loạt dự án như Từ Hương Mật Tự Khói Sương, Cá Mực Hầm Mực, Trầm Vụng Hương Phai hay ở siêu phẩm Trường Tương Tư, Dương Tử chưa bao giờ làm khán giả thất vọng đúng không nào? Fan Lưu Diệc Phi, Lý Hiện khẩu chiến vì đâu nên nổi. Không quá lời khi nói Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim mai mối do Lý Hiện đến với Lưu Diệc Phi, vẽ nên câu chuyện tình yêu đẹp giữa chốn đồng quê. Phim đã kết thúc từ lâu, song fan vẫn chưa thể thoát phim. Ấy vậy mà mới đây nha, đàn trai đàn gái lại có những màn khẩu chiến kịch liệt, cốt là chỉ để nâng thần tượng của mình lên. Theo đó, fan Lý Hiện khoe thực tích và chỉ số khi phim Đi Đến Nơi Có Gió của anh chàng luôn đứng đầu, dù anh chàng chỉ là phiên 2. Bên cạnh đó, fan Lý Hiện còn tố nhà Lưu Diệc Phi không biết điều, thậm chí còn làm chiêu trò phong bạc cho idol. Trong khi đó, thì fan Lưu Diệc Phi cũng đưa ra loạt giải thưởng, các cúp lớn nhỏ đồng thời khẳng định Đi Đến Nơi Có Gió đã giúp cho Lưu Diệc Phi thoát vòng. Hiện tại thì màn khẩu chiến chưa có dấu hiệu kết thúc luôn nha mọi người. Và thời lượng của chương trình Giải Trí IBIS ngày hôm nay sẽ được phép khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.